được phát triển trên nền Ford Transit động cơ diesel 2.4 lít turbo tăng áp phun nhiên liệu. Mẫu xe Skybird Infinity của Dacia Limousine với mẫu mã ngoại thất hiện đại, mạnh mẽ cùng nhiều cải tiến trong thiết kế nội thất. Phong ghế vít rộng rãi bọc da Ý cao cấp nhập khẩu được cách tân để mang lại cho người ngồi cảm giác mềm mại, thoải mái nhất. Hệ thống đèn trần trang trí cùng đèn đọc sách, cổng sạc và các thiết bị tiện ích như quầy bar, tủ lạnh, TV 32 inch Smart LED, kết nối Internet tốc độ cao được thiết kế trượt đẳng cấp, ngăn cách riêng biệt giữa khoang lái và khoang vít, mang lại cho hành khách những phút giây riêng tư, thư giãn. Hành khách sẽ có những giấc ngủ ngon trên cả hành trình của mình với hệ thống các ghế ngồi khoang vít ngả sâu đến 110 độ kèm bệ nâng đỡ chân. Hàng ghế vip đầu tiên xoay chiều linh động, tùy chỉnh thích hợp cho những cuộc đàm phán, hội họp. Đầu DVD kết nối Bluetooth cùng dàn âm thanh bass chép 8 loa nhập khẩu mang đến những giai điệu nhạc sống động đầy cảm xúc. Hệ thống chức năng massage đa chiều, hai cấp độ tùy chỉnh với 9 ly xoay của Đức cũng được tích hợp trên các ghế vip, liên tục xoa bóp, tùy chỉnh theo ý khách hàng. Skybird Infinity là mẫu limousine được Dacia thiết kế để dành riêng cho các cá nhân, gia đình, các khu resort, khách sạn cần một phương tiện đưa đón đối tác chuyên nghiệp và sang trọng.